Xin chào bạn, hôm nay Trung Kiên mới nuôi một con ốc sên sống mà nó ngủ rồi. Trung Kiên nói Kiên có nuôi con ốc. Con có nuôi con ốc phải không? Mà con ốc bên này nó ngủ rồi. Để cho các bạn coi con ốc nó ngủ sao nha các bạn. Đây đang nó ở trong đây nha các bạn. Giữ ẩm cho nó. Nó ngủ, lấy lên kia. Đây nè. Khi con ốc nó ngủ là nó làm cái mài nha các bạn. Làm cái mài nó bao lại để cho nó ngủ ngon. Đây đây nó ăn rau cải nha các bạn. Để gỡ cái này ra. Cái mài của nó là trắng trắng nè. Nó trắng trắng đó, trong là cái mình đó. Nó muốn cũng gần thức, khi nào thức á thì quay tiếp cho các bạn xem. Giờ nó đang ngủ. Nó nằm đây rau cải khô dính như mình đó. Trời. Hôm già 7 ngày con ốc nó vẫn còn ngủ các bạn ơi. Hôm dài 7 ngày mà nó còn ngủ các bạn. Đâu lấy lên coi kìa. Ồ, 7 ngày mà nó còn ngủ các bạn, mà nó cũng còn nặng, nó không bị ốm các bạn. Để mình nói cho các bạn biết là nó ngủ thì nó làm cái màng gì đó các bạn, cái màng để nó bao lại, để là một thứ nhất là nó giữ ẩm cơ thể nó, thứ hai á là không kiến được, không có vô cắn được nó các bạn. Đây kỹ cho bạn, kiến rồi nó không có cắn được nó, cái màng nó bao lại chùm hết tại nó không có cái mài. Thường ốc các bạn, ốc nó có cái mài, còn con ốc sên này không có cái mài, rồi nó phải ngủ, nó phải bao, nó tự tạo ra cái màng bao là gì cho nó giữ ẩm nó, thứ hai là không cho mấy con kiến rồi cắn nó. Ngủ 7 ngày rồi các bạn, quá ngủ luôn. Ngủ mà thấy mấy cái lá rau cải để vô cho nó ăn mà bữa nay nó khô hết luôn mà còn ngủ. Để ngủ biết mấy chị nào mới thức nha. Đây để dưới đây cho nó ngủ tiếp. Úp lại cho nó ngủ tiếp. Đó, để chị nào mà nó thức là mình quay phim nha các bạn. Vì giờ này trời nắng nóng quá. Ốc sên không thấy gì. Rồi kết thúc video tại đây. Hẹn lại các bạn. Bye bye. Các bạn nhớ thả like cho Trung Kiên nha bạn. Các bạn nếu muốn coi ốc thì các bạn nhớ đăng ký cái kênh để Trung Kiên cập nhật mấy ốc cho các bạn xem nha các bạn. Rồi hẹn lại các bạn. Bye bye.